Chào quý vị và các bạn trên channel của mình nha. Hôm nay á, hồi sáng á, tại vì ra giường nắng quá mình lo mình cắt thôi, tranh thủ chạy vô. Bây giờ mình sẽ đếm nè, mình đang làm cái mình chợt nhớ là mình quay phim luôn ha. Ở đây là mình được 3 trái này nha, thu hoạch của đợt đầu tiên nè. 5 nè, 7 nè, 8 nè, 10 nè, 12 trái. Đó, đi xong rồi giờ chạy về. Đi làm xong giờ chạy về nha. Còn cái này 4 trái cà cắt vô đếm thôi nó hư. 1 trái đậu bắp. Chán chưa? Năm nay thu hoạch chán chưa? Ớn chưa? Rồi. Người ta có ăn hết rồi mà mình chưa có ăn, tại vì mình làm bận làm quá, không có làm đất làm vườn được sớm. Nên trễ quá, thành ra bây giờ mình ăn trễ. À, bây giờ là mình sẽ đi nấu gì nha các bạn. Đói quá, bây giờ mình làm cái này nha. Làm cái này, món này ăn thử nè. Ok. Rồi mình bỏ nó vô lò, mình nướng nha. Chút nữa mình sẽ có món pizza, ok. Rồi, tiếp tục mình sẽ cắt cái cục chi này mình để vô nha. Đây. Đó. Chết cha tôi rồi. Trước khi mình ăn mình cũng coi nè nha. Chết mẹ, rớt dưới đất thiệt tình luôn. Đây. 25 tháng 1 năm 2022. Đó. Thì có nghĩa là bây giờ là của nửa tháng 3. Có nửa của năm 2023 nó vẫn ok 6 tháng. Nó không có để ngày deadline ha. 3 tháng 3 2025 à. Đây 25.03.03. Cục chi gì mà để dữ vậy? Giỏi lắm là chừng 1 năm thôi chứ có đâu mà để dữ vậy. Đóng gói nè, bát kịch nè. Bát kịch có nghĩa là đóng gói on. Còn expire nó là ngày hết hạn. Ok. Rồi bắt đầu mình tiếp tục làm. Giờ mình check cái cục chi nó sẽ làm bao nhiêu nè. Nó là chữ back date nè, tức là ngày 13 tây tháng 3 năm 2023 nó sản xuất ra nè. Thì đến bây giờ nó là tháng 10, 9 tây tháng 10 nó hết hạn. Đó là bad if you spy. Đó là tháng 10, tháng 3, tháng 10 tức là 7 tháng. Ok, cục chi kia còn chạy được. Cái này là meal schedule. Cục kia nãy chi gì giống con chuột nó ăn không biết nè. Cục chi này của nó để là nó để hình lá cờ. Chỉ coi hình lá cờ thôi, khỏi cần đợi đi kiếm mát in gì cho nó mệt lắm luôn á. Mới thấy lá cờ của nó đâu mất rồi. Ủa kỳ vậy ta, mới thấy lá cờ đâu mất rồi. Đây. Đó, kiếm hình lá cờ là trúng rồi. Ok. Rồi bây giờ mình dỡ cái lò mình ra nè. Mình thấy chi nó meo hết rồi nè. Đó, nó meo trên cái pizza này nha. Rồi bắt đầu bây giờ mình lụm cái pizza ra. Mình để gì vô nữa nha. À, đi về đó bụng quá. Làm gì ăn cho nó lẹ. Xong một món nha các bạn. Đây là cái món này ông chồng ổng mua, ổng để trong tủ lạnh. Mình ăn cắp cái món này của ổng nha. Rồi, giờ mình bỏ vô nha. Rồi, đây mình có cái trái ô liu của tụi Pakistan nha. Chữ này của Pakistan chứ không phải của Ấn Độ đâu. Chữ này chữ Pakistan đó, có nè, giống như con ngựa chạy á. Chữ này của Pakistan. Ok. Rồi, sau khi mình bỏ trái ô liu vô rồi nha. Rồi mình sẽ bỏ vô lò lại cho nó ấm ấm chút rồi mình ăn ha. Ok, mình sẽ có một món pizza làm tại gia luôn nha các bạn. Mình xay củ hành ra nha. Bây giờ mình xay tiếp thịt với lại con octopus nha. Rồi bây giờ mình tiếp tục mình bỏ nè chả cá thác lát nè ha. Bỏ vô nè, mực mình xay rồi ha. Mình tiếp tục mình bỏ đây là này là thịt gà nè, cái này là thịt heo nè. Rồi mình trộn lên nha. Rồi bây giờ mình bắt nước lên nha. Sau khi mình bỏ hạt nêm với lại mình bỏ
tí xíu muối, tí xíu hạt nêm nha, rồi tí xíu cái bột nào mình thích nêm mình nêm. Ok rồi, mình trộn lên nha. Mình cho thêm hai cái trứng nữa để cho nó có độ dính kết chín nha. Rồi bây giờ hôm qua mình đã rửa sạch rồi nha, mình làm gì tiếp nha các bạn? Đây, mình sẽ cắt làm đôi nha. Rồi tiếp tục mình làm gì nữa nha. Sau đó mình sẽ dùng cái muỗng nè đó. Rồi cái mình nạo nó ra nè, lẻ không đó. Rồi bắt đầu mình sẽ nhồi vô nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho thêm vào nồi nước, nước cốt gà. Cái muỗng thì mình lấy cái đầu này để mình khuấy trong cái lẩu này, mình lấy cái hột ra. Xong hết rồi nha. Rồi bây giờ mình sẽ trở lại đầu bên này để mình múc thịt để vô nha. Rồi mình cũng nêm hạt nêm và muối nha. Đây, mình sẽ bỏ những cái khúc lớn trước nha. Nước sôi rồi mình chuẩn bị mình bỏ nữa nè. Đây là tiếp tục những khúc nhỏ nè, bắt đầu mình bỏ vô nữa nha. Giờ nó ngưng sôi rồi, mình đi giọt nhồi tiếp nè. À, bên kia nó ngưng sôi mình nhồi tiếp. Chừng nào nó sôi trở lại mình thảy vô. Đây, mình nhồi xong rồi nha. Bốn khúc cuối cùng hết rồi. Sôi rồi thấy không? Đó, mình thảy vô. Ok, giờ chờ nó chín bỏ hành vô nữa là xong, có một nồi hủ qua hầm nha. Bây giờ mình sẽ cho sôi liên tục đến khi nào mà nó chín thôi nha. Đặc biệt cái hũ qua này là không được quậy nha các bạn. Cái nào nó nổi lên á thì mình đè nó xuống để cho nó chín được cái trái màu xanh á. Mà nó chưa có chín được á, đè nó xuống. Chết da thịt nó nở ra, nhét nó đầy quá nó nở ra. Không có được quậy nha, quậy là một lát nữa nó đắng nhét luôn. À, nhận đầu ảnh xuống, nó nổi lên thì nhận đầu nó xuống thôi, không được quậy. Xoay liên tục luôn, không có bớt lửa nha. Rồi chút là các bạn sẽ thấy là trái hủ qua ăn không đắng bao giờ luôn. Mặc dù là hủ qua này, hủ qua của Việt Nam nó đắng á, còn nấu vậy là không có đắng một miếng nào hết luôn. Rồi giờ mình chờ chín là bỏ hành ngò nha, khoảng 20 phút nữa là mình nhắc được rồi. Bây giờ mình sẽ chờ đợi, trong thời gian chờ đợi mình đi ăn pizza của mình nhé. Ok, dắt đó lên đây, mở pizza ra, đẹp chưa? Quan trọng là ăn có ngon hay không, quan trọng là có ngon hay không đó. Rồi hành ngò mình cũng rửa để sẵn rồi, chờ chín nhắc xuống thôi. Nêm nếm là mình nêm như vừa ăn hết rồi. Ở đây mình có trái táo Việt Nam này nha. Đây là trái ổi nè, bự dễ sợ không? Đó, cái bàn tay của mình nè. Thấy không? Ổi xá lị nha, ổi trắng, ổi ruột trắng. Này táo nè, giờ mình sẽ để nó đi. Trong thời gian chờ đợi nó chín là mình đi ăn đi xà chơi nha. Giờ mình sẽ cắt đi xà ra nha. Mấy cái chảo mới rửa đem nhà. Chảo nào? Chảo nhôm hả? Chảo nhôm hoài chưa rửa. Ủa, đem vô nhà rồi nè, tôi chưa rửa. Thank you.
làm tiếp. Đây là trái xoài nha. Đây là trái chuối nha. Rồi, trái honeydew nha.